Chỉ còn ít tháng nữa, học sinh lớp 9 sẽ bước vào cuộc đua quan trọng là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Với nhiều em, ngữ văn là môn thi khó đạt điểm cao và rất dễ mắc sai lầm trong quá trình học và thi. Điểm thi mong muốn vào 10 của em với môn văn là từ 8,5 trở lên và em đang có những khó khăn nhất định là có những cái tác phẩm mà nội dung của nó gần na ná nó giống nhau và thường xuyên là nếu như mà không bị phân tâm bởi nhiều tác phẩm thì rất dễ là bị nhầm kiến thức từ tác phẩm này sang tác phẩm kia. Và thứ hai là em cần hoàn thiện hơn cái khả năng đọc hiểu của mình để giành chọn điểm. Theo các giáo viên, khoảng thời gian trước kỳ thi, các em học sinh cần có sự ôn tập, chuẩn bị kiến thức kỹ lưỡng, đặc biệt cần lưu ý kỹ một số lỗi sai thường gặp trong bài thi để tránh mất điểm oan. Đây là một bộ môn mà có rất là nhiều những kiến thức khác nhau và trong chương trình thì các con cũng phải ôn thi đến tận hơn 10 tác phẩm để mà có thể luyện thi vào lớp 10, ôn thi vào lớp 10. Vậy thì cái điều mà khó khăn nhất đối với tất cả các con học sinh và các con cần phải chú trọng nhất đấy chính là các con cần phải nắm được kiến thức của tất cả các tác phẩm văn học, nắm được nội dung cũng như là những cái đặc điểm chính của từng tác phẩm văn học và không có sự nhầm lẫn giữa các tác phẩm với nhau. Và bên cạnh đó thì cái việc mà các con rèn luyện kỹ năng viết bài và kỹ năng làm các dạng câu hỏi cũng rất là quan trọng. Các bạn rất hay bị mất điểm nhiều ở các dạng câu hỏi đọc hiểu, các bạn thường hay bị thiếu, các bạn thường hay trả lời thiếu ý, sót ý. Thì đấy cũng là một trong những vấn đề mà các thầy cô cần phải đặc biệt quan tâm, chú trọng để rèn luyện thêm cho các con. Môn ngữ văn là môn thi bắt buộc vào lớp 10 ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Theo chia sẻ của nhiều giáo viên, khi chấm thi, các nội dung về kỹ năng, phẩm chất, năng lực có thang điểm cao. Do đó, thay vì lệ thuộc vào văn mẫu, học sinh cần thường xuyên rèn luyện kỹ năng viết, đọc hiểu, phân tích, liên hệ với tác phẩm khác cùng đề tài hoặc liên hệ thực tiễn cuộc sống để rút ra những nhận định và đánh giá phù hợp.